Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thật lời cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi phóng sự đặc biệt về chuyến tông du thứ 45 của Thánh Cha đến các nước Đông Nam Á. Như chúng tôi đã đưa tin, sinh hoạt nổi bật trong ngày thứ Bảy, mùng 7 tháng 9 là chuyến thăm chính quyền dân sự và sau đó là cuộc gặp gỡ với các giám mục Papua New Guinea và quần đảo Solomon, các linh mục, phó tế, những người được thánh hiến, chủng sinh và giáo lý viên tại đền Đức Mẹ phù hộ các tín hữu. Chủ nhật ngày 8 tháng 9, lúc 7 giờ 30, Đức Thánh Cha đã tiếp Thủ tướng Papua New Guinea, ông James Marep, tại tòa sứ thần tòa thánh. Lúc 8 giờ 45, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ tại sân vận động Sir John Goose. Thánh lễ hôm nay không chỉ có người dân Papua New Guinea mà còn có cả anh chị em giáo dân Indonesia. Thật vậy, địa điểm này chỉ cách thành phố Jayapura thuộc Indonesia 97 cây số, tức là khoảng 2 giờ lái xe, trong khi thành này cách thủ đô Jakarta gần 3.500 cây số. Nơi Đức Thánh Cha đã viếng thăm từ ngày mùng 3 đến mùng 6 tháng 9. Chính phủ đã tài trợ cho các tín hữu công giáo việc di chuyển, trú ngụ và lương thực để đi gặp Đức Thánh Cha. Chính quyền địa phương Indonesia cho biết, chúng tôi đã yêu cầu công ty du lịch chuẩn bị các xe thích hợp vì các xe lớn không thể đi trên những con đường hẹp sang Papua New Guinea. Các tham dự viên chuyến đi này gồm các linh mục, nữ tu và giáo dân và chúng tôi đang phối hợp với chính phủ Papua New Guinea về vấn đề này. Hội đồng giám mục Indonesia đã yêu cầu mỗi giáo phận tại nước này gửi đại diện đến Jakarta để tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha vào ngày 5 tháng 9. Các tham dự viên phải tự túc về việc di chuyển và ăn ở, vốn là điều khó khăn đối với các tín hữu công giáo có lợi tức thấp. Tỉnh Papua là vùng đất xa xôi nhất đối với Jakarta và vé máy bay khứ hồi rẻ nhất là 7 triệu rưỡi đồng rupiah của Indonesia, tương đương với 481 Mỹ Kim. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói: Bài giảng thánh lễ của Đức Thánh Cha tại sân vận động Sir John Guise, Chủ nhật ngày 8 tháng 9 năm 2024. Lời đầu tiên Chúa nói với chúng ta hôm nay là: Hãy can đảm lên, đừng sợ. Tiên tri Isaiah nói điều này với tất cả những ai thất vọng trong lòng. Bằng cách này, Ngài khuyến khích dân của mình và ngay cả giữa những khó khăn và đau khổ, mời gọi họ ngước mắt lên, hướng tới một chân trời hy vọng và một tương lai. Thiên Chúa đến để cứu chúng ta. Người sẽ đến và vào ngày đó, mắt người mù sẽ mở ra và tai người điếc sẽ mở ra. Lời tiên tri này được ứng nghiệm nơi Chúa Giêsu trong câu chuyện của Thánh Marco. Hai điều được nêu bật trên hết: sự xa cách của người câm điếc và sự gần gũi của Chúa Giêsu. Sự xa cách của người câm điếc. Người đàn ông này sống ở một khu vực địa lý mà theo ngôn ngữ ngày nay chúng ta gọi là vùng ngoại ô. Lãnh thổ của Decapolis nằm bên kia sông Jordan, cách xa trung tâm tôn giáo là Jerusalem. Nhưng người câm điếc đó còn trải qua một loại khoảng cách khác. Anh ta xa Chúa, anh ta xa con người vì anh ta không có khả năng giao tiếp. Anh ta bị điếc và do đó không thể nghe người khác. Anh ta bị câm và do đó không thể nói chuyện với người khác. Người đàn ông này bị cắt đứt khỏi thế giới. Anh ta bị cô lập. Anh ta là tù nhân của chứng điếc và chứng câm của mình. Và do đó, anh ta không thể cởi mở với người khác để giao tiếp. Và rồi chúng ta có thể hiểu tình trạng câm điếc này theo một nghĩa khác. Bởi vì có thể xảy ra việc chúng ta bị cắt đứt khỏi sự hiệp thông và tình bạn với Thiên Chúa và với anh em của mình, khi hơn cả tai và lưỡi, chính trái tim mới là thứ bị chặn. Có một sự điếc bên trong và một sự câm lặng của trái tim phụ thuộc vào mọi thứ khép kín chúng ta bên trong chúng ta. Khép kín chúng ta với Thiên Chúa, khép kín chúng ta với những người khác, ích kỷ, thờ ơ, sợ mạo hiểm và đặt mình vào tình thế nguy hiểm, oán giận, hận thù
và danh sách vẫn tiếp tục. Tất cả những điều này khiến chúng ta xa cách Thiên Chúa, xa cách anh em mình và thậm chí xa cách chính mình và làm chúng ta mất đi niềm vui sống. Đối với khoảng cách này, thưa anh chị em, Thiên Chúa đáp lại bằng điều ngược lại, bằng sự gần gũi của Chúa Giê-xu, nơi con của người. Trước hết, Thiên Chúa muốn chứng tỏ điều này, rằng người là Thiên Chúa gần gũi, Thiên Chúa nhân hậu, đấng chăm sóc cuộc sống của chúng ta, người vượt qua mọi khoảng cách. Và quả thực, trong đoạn tin mừng, chúng ta thấy Chúa Giê-xu đi đến những vùng đất ngoại vi đó, rời bỏ xứ Judea để gặp dân ngoại. Với sự gần gũi của người, Chúa Giê-xu chữa lành chứng câm điếc của con người, trong khi thực tế chúng ta cảm thấy xa cách hoặc chọn giữ khoảng cách, xa Chúa, xa anh em, xa những người khác với chúng ta, thì chúng ta khép kín mình, chúng ta tự rào cản và cuối cùng chỉ xoay quanh chính mình, điếc với lời Chúa và tiếng kêu của người khác, và do đó không thể nói chuyện với Thiên Chúa và với người khác. Còn anh chị em, những người sống ở vùng đất quá xa xôi này, có lẽ anh chị em có tưởng tượng bị tách rời, xa cách Chúa, xa cách con người, và điều này không đúng. Không, anh chị em hiệp nhất trong Thánh Thần, thần khí, hiệp nhất trong Chúa, và Chúa nói với mỗi người trong anh chị em, hãy mở ra. Đây là điều quan trọng nhất, mở lòng mình ra với Thiên Chúa, mở lòng mình ra với anh em mình, mở lòng mình ra với tin mừng và biến nó thành kim chỉ nam cho cuộc sống của chúng ta. Chúa hôm nay cũng nói với anh chị em, hỡi người dân Papua, hãy can đảm lên, đừng sợ hãi. Mở ra, hãy mở lòng đón nhận niềm vui của tin mừng, mở lòng đón nhận cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, đón nhận tình yêu thương anh em mình. Cầu mong không ai trong chúng ta vẫn câm điếc trước lời mời gọi này. Và xin chân phước Giovanni Mazzucconi đồng hành cùng anh chị em trên hành trình này. Giữa bao khó khăn và thù địch, Ngài đã mang Chúa Kitô đến giữa anh chị em để không ai có thể điếc trước thông điệp vui mừng về ơn cứu độ và mọi người có thể nới lỏng lưỡi mình để ca hát tình yêu Thiên Chúa. Mong rằng ngày hôm nay cũng như thế đối với anh chị em. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến đối với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.